Rồi, mình xin chào tất cả anh em ha. Nay mình lên clip mới ha. Anh em mình xem phù hợp cái mã số nào thì anh em dứt ha. Gọi điện cho mình hoặc là số điện thoại mình 0916707404 nha anh em, cũng là số Zalo ha. Kênh mình bán thì có hai hình thức, anh em chuyển khoản đủ thì mình bao ship, còn anh em nhận hàng trả tiền, anh em trả tiền máy với tiền ship nha anh em. Tất cả máy đây là hàng nội địa Nhật điện 100V. Anh em cân nhắc nguồn điện nhà mình trước khi mua máy nha, để anh em ghim nhầm rồi nó cháy nha anh em. Lúc này là hàng quá nó hiếm rồi nha anh, hiếm rồi nghe anh em. Nói chung là nghe thông tin ở bãi nó nói là không có hàng nữa đó, đây tới Tết là không có hàng đấy. Anh em thấy phù hợp thì anh em gọi điện nha. Giá cả thì nói chung là tiền nào của nấy nghe nè, lấy cao lấy thấp bán thấp, anh em thấy phù hợp thì anh em chơi dứt về kiếm thu nhập vậy thôi. Rồi mình vô nghe nè, rớt rẻ nhanh lẹ ha. Đầu tiên là một cây mài số 1, cây mài hiệu Edman, này là hàng cốt, hàng thương hiệu nghe anh em, thương hiệu Edman. Thương hiệu Edman đấy. Cây mài ken là ken, kẽn là kẽn không? Có nó có cái mài nè, anh em về xài được xài, nó mài gì nè. Anh em về xài được xài, còn được thì anh em vứt nó ra, anh em gắn cái khác vô lẫm tiếp. Điện 100V, nó 500W nghe anh em, lưỡi 100. Nhanh lẹ rớp rẻ nghe anh em, rớp rẻ tiền vô rớp rẻ đấy, quá ok ha. Quá ok. Cây số 1 em nó ra đi với giá nhiễm mất 300k, cho anh em dùng mưa bão 300. Cây số 2 là một cây Toshiba kẽn ken luôn, ken kẽn đấy. Cây này là điện 100V, nó là 510W nha anh em, cũng là lưỡi 100 ha. Anh em ru anh em quá im ha. Cây số 2 em nó ra đi với giá là 350k nha anh em. 350k dọn vàng. Cây số 4 là một cây Toshiba, ý là một cây Makita, quá đẹp nha anh em. Em thấy đẹp không? Đấy, bóng lừ luôn ha. Đấy, lưỡi 100 ha, cây này điện 100V, nó 570W nha anh em. 570W lưỡi 100. Đấy. Mưa lúc nào đây cũng có mưa rút rắc anh em ơi. Mưa mà chắc mình đây không đến đổi những anh em ở vùng ngoài đây, chứ chắc cũng dữ lắm. Cái này nó có tị chỗ này miếng anh em, nó có mẻ này, nó cái này nó có tí xíu nè, nó gãy chỗ này nè, nó gãy cái ngoe này, vậy anh em dán lại giùm ha. Cây số 3 350 nha anh em. Mấy cái này xài phải nói là anh em nói xài phải nói là bền vững luôn anh em, bền vững luôn. Cây số 3 350. Cây số 4 là một cây Hitachi đây anh em. Hitachi, cây này điện 100V, nó 720W, cũng là lưỡi 100 ha anh em.
vô vô thang ha, mới chạy vô nó vô vô thang giờ hết rồi này nè. Đấy, hết rồi ha. Ok ha. Cây số 4. Cây số 4 350 nha anh em. Cây số 4 350. Cây số 5 đây là một cây hiệu cũng hiệu Ritman. Ritman đi ngang cây số 1 nãy mà cây này nó có điều tóc nha anh em. Đấy, thương hiệu nó là giống nhau. Đấy, cây này nó có điều tóc. Giảm nè anh em. Đấy, cấp 1 là rất là nhuyễn ha, nhuyễn mức ha. Anh em muốn lên 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 lên. Đấy, cái này những anh em nào cần vận tốc chậm nhẹ thì anh em nên là dứt cây này ha. Đấy, anh em muốn mài xương xương nhuyễn nhuyễn thì anh em giảm nó xuống ha, số 2 số 3 vậy đó ha. Còn anh em muốn tốc độ cao thì lên số 5 ha. Cây số 5. Cây số 5 cây này 450k nha anh em. 450. Cây số 5 450. Cây số 6 là một cây mài cực kỳ vip nha anh em. Cực kỳ vip luôn. Cây này là của Korea, của Hàn Quốc luôn anh em. Cây này phải nói là cực kỳ đỉnh luôn. Cây này là điện 100V, nó 640W nha anh em. 640W, lưỡi cũng là lưỡi 100. Anh em thấy cái cũng như là cái trường hình NC. Thương hiệu NC nè anh em, NC. Trang như cái trường hình là Samsung này nọ, là thương hiệu NC, điện thoại rồi này nọ anh em. Của Hàn Quốc ha, chính hiệu Hàn Quốc luôn. Phải nói là Korea. Cực kỳ đỉnh nha anh em. Cơm tắc ra đó là cơm tắc trượt luôn. Là cái đuôi nó là thon con này, nó thon nó gọn nè anh em, phải nó là cầm ra phải nó là rất là chắc tay luôn. Đấy, nó cực kỳ grip. Nó grip nè nè. Giống như trường hình NC. Đấy, quá độc rồi anh em. Phải nói là mấy khi mình mới được cây Hàn Quốc. Đồ Hàn Quốc xài thì anh em thôi khổ phải suy nghĩ nhiều ha. Phải nói là đỉnh. Cây số 6. Cây số 6, cây này 500 nha anh em. 500k. Cây số 6 500. Cây số 7 là một cây tỉa cành tỉa kiển gì nữa, có cái đế nè anh em, có cái đế anh em muốn tăng ha, anh em muốn tăng là cao thấp gì đó tùy anh em ha, dặn anh em dặn ra xuống trước, anh em muốn là cắt mức độ cái nào thì anh em cứ để anh em đấy nó kéo xuống nè. Đấy, anh em muốn cho nó ở cỡ nào tùy ha, sân vận động không, sân vận động muốn cỏ cỡ nào đó tùy anh em. Mình cầm cho cái nó dơ luôn cái máy luôn, tay của mình phải nói là tay phù bắp. Tay chỉ biết làm dơ máy chứ không có làm được cái gì trên anh em. Đây anh em, cái nguyên rin nó như thế này nha anh em. Nguyên rin như thế này, mình ghim vô. Đấy. Này nha, chuyền nhông anh em. Anh em bóp nút là mới bóp cò nha, bóp nút ha. Đấy, nó chạy im ru. Nó quá im nha anh em. Cực kỳ im ha. Đấy.
cây số 7. Cây số 7 em nó ra đi với giá là 250k. Đấy. Dễ thương ha. Anh em nào có hàng rào, cây kiển, cây cảnh gì đó nha. Đây. Dứt em này về. Tỉa kiển, tỉa cảnh chơi Tết, chuẩn bị Tết lần lần là vừa đó anh em. Đấy. Tiếp theo là một cây nhám đây anh em, một cây nhám Makita ha. Nhám Makita. Đấy. Makita. Cây này điện 100V. Nó là 130W nha anh em. Đấy. 130W. Đây độ gài lưới cái này nó tăng tiết gì nè anh em. Gài lưới đâu có nha. Có đầy đủ nha anh em. Anh em lại ra về dỡ lên. Đây. Gài nhám nè, gài nhám mà mình cứ nói gài lưới hoài riết cũng quen nữa nha. Trước sau có đầy đủ ha. Cái này nó ba chui anh em ơi. Ba chui phải bỏ bớt chui. Đây nè, Makita ha. Lúc này anh em thấy phù hợp là dứt đi anh em. Một tuần nữa là không còn máy nữa đâu nha. Đấy. Quá đẹp, quá quyết. Cây số 8. Cây số 8 em nó ra đi với giá 350k. Đấy. Cây số 9 là một con nhám Ruby. Ruby, cây này là điện 100V. Nó 190W. Nó sản xuất tại là Libet đẹp nha. Là của Nhật anh em. Cái này nữa anh em đẩy qua để lại nha anh em, đẩy qua để lại ha. Đẩy ha. Kìa chưa? Anh em nhảy qua heo. Cây số 9. Cây số 9 em này ra đi với giá là 350k nha anh em. Đấy. 350k. Số 10 là một cây em dít cực kỳ quyết nha anh em. Dây của nó thì dây kéo qua tới là chị hàng xóm luôn nha. Đấy, dây của nó kéo qua tới chị hàng xóm luôn. Cực kỳ đẹp anh em, quá đẹp luôn. Cây này là Hitachi nha anh em. Cây này điện 100V, nó 340W ha. Anh em thôi, đỉnh quá đỉnh nha. Phải nó cực kỳ đẹp luôn nè. Cực kỳ ha. Dây của nó thôi, dài mỹ mãn ha anh em. Bớt nhẹ chạy nhẹ nha anh em, bớt mạnh chạy mạnh ha. Đấy thắng ha. Đấy thắng ha. Đảo chiều đây anh em. Mình bớt nhẹ, bớt không nhẹ, không quen anh em. Cái tay mình nó đấy bớt nhẹ, đấy. Thắng bật bật ha anh em. Đấy. Thôi rồi lượm ơi ha. Quá dữ ha. Thôi rồi lượm ơi. Cây số 10. Cây số 10 550k nha anh em. Đấy. Quá web số 10 550k. Cây 11 là một em cưa lộng đây anh em. Cây cưa lộng ha, đế của nó ngon lành ha. Đấy cưa lộng ha. Đấy, đây anh em. Cây này là điện 100V. Nó 390W nha anh em. 390W Makita ha. Cái này là hàng nó là trâu bò ha. Nói gì cửa lộng này, em này nó là trâu bò ha.
hơi khô đoạn ha anh em. Hơi khô đoạn mình bán giá khô đoạn cho anh em về anh em ấy ha. Về khô đoạn anh em vệ sinh lại ha. Nói chung là mình bán cái giá này là giá anh em vệ sinh nha. Còn anh em về chạy thượng, anh em mặn thường thường là có vô ok luôn. Xịt vô miếng dầu này nọ anh em, cây số 11. Cây số 11 em này ra đi với giá là mình bán 300 anh em, 300 cho anh em về xem lại nha. Có nó cũng hơi tùm tùm lửa, về anh em tháo ra vệ sinh lại luôn ha. Đấy, 300. Đấy. Giá này là giá là mình giá 300 là cái máy này nha. Nó như nó tình trạng nó vậy nha anh em. Đấy. Mình đã nói cho rõ anh em. Rồi tiếp theo là một cây. Một cây fan Toshiba đây anh em. Toshiba. Cái này nó là điện, nó là điện 100V. Nó 400W nha anh em, 400W ha, đầu kẹp 13 ly ha. Cái này phải giữ lên nè. Toshiba Superlight nè, giữ lắm. Tay cầm này nọ là chắc chắn cú lên đều tốc nè anh em, nhuyễn mức luôn. Quá yên thương luôn, đỡ kèo. Đấy, rồi đều tốc nè, lợn cận luôn nè. Chậm ha, đi bộ ha, đi xe đây, đi xe ha. Búa anh em, lạnh qua búa anh em. Cái đường tốc bằng cò, anh em cứ dẫn này vô là anh em muốn cỡ nào tùy anh em. Đấy. Cây 12. Cây 12. Cây 12 cây này ra đi với giá 400 luôn nè. Chơi đẹp anh em ha. Chơi đẹp anh em dùng mưa bão luôn. 400, thường thường bán 4,5 nghe nè. Đấy, nay bán 400 luôn. Tiếp theo cây thổi đây nè. Một cây thổi Hitachi ha. Cây này là điện 100V. Nó là 335W nha anh em. Đấy, có ống đầy đủ ha. Ống này ha. Ống đầy đủ đây. Đấy. Vậy anh em quét nhà rồi làm biến quét nhà thì thổi cái đét bay ra luôn. Ngoại hình em nói như thế này ha. Rồi. Cây số 13. 13 400 hôm nay 350k anh em. Đấy, ống đồ đầy nọ đầy đủ ha. Rồi. Đẹp trời cho anh em. Đấy. Đây, tiếp theo là một cây fan tu chậm nghe anh em. Cây fan tu chậm này cực kỳ vip. Fan tu chậm thường thường nó không có đảo chiều. Cây này có đảo chiều nghe anh em. Đảo chiều nó đây ha, có đảo chiều đây. Phải nó cực kỳ độc luôn. Nó mạnh khủng khiếp luôn. Điện 100V nó 720W anh em. Đầu kẹp 13 ly. Này về anh em tu chậm là nó là tu chậm là chiên fan sắt ha. Anh em fan sắt thôi thì rước em này về. Khỏi nói, khỏi phải suy nghĩ ha. Đấy. Hitachi nghe nè. Hitachi. Đấy. Đảo chiều đây nha. Đây là qua nè, đảo chiều nè. Đấy lận lại nè. Đấy nè, cây này có đảo chiều. Quá đẹp nè nè. Độ đẹp em này thì thôi. Quá dữ. Cây này cây 14. Cây 14 cây này ra đi với nó nha. 600 nghe nè, 600k. 600 ha. Có đảo chiều rồi ngon lành, chu chậm ít có đảo chiều mà cây này có đảo chiều. Có đồ mở
mở luôn nha. Đây có trái khế luôn ha. Đây tiếp theo là một cây đỉnh tiếp anh em, Hitachi tiếp. Cây này nó tùm lum chức năng luôn, mình cũng không hiểu là chức năng gì luôn nữa. Nói chung là mình cũng chưa hiểu hết những gì em nó có ha. Rồi mình để vậy đi. Bên đây nó có gì nè, đây nó lẫn tới lẫn luôn cái gì nữa nè anh em. Đây cây này là điện nó là điện 100V, nó 380W nha anh em. Cái đầu kẹp nó đầu kẹp 13 ha. Cái đầu kẹp này là giá trị rất là cao nha anh em. Cái đầu kẹp này là để vô phân bàn thôi rồi lượm ơi luôn nha. Để vô phân bàn phải nói là thôi rồi lượm ơi luôn. Đấy anh em, đây cực kỳ chưa, Hitachi ha. Rồi, có búa rồi nè. Rồi có búa rồi. Đây. Rồi ghê chưa? Đánh cốc coi cạch cạch luôn nha. Đấy. Đụng 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 nha ha. Đấy. Cái này nó còn dặn qua dặn lại gì nè. Nói chung nó nhiều chức năng quá, mình dốt mình không rầm dữ ha. Em nói là ok nha anh em. Em nói là cực kỳ ha. Đấy. Cái màu nước sơn nó màu hồng hồng kiểu này phải nói là cực kỳ vip ha. Ok. Hitachi cây 15 em nó ra đi với giá là 600 nha anh em, 600k ha. Đấy. Những cái cây này anh em nói là mình không có năm nào mà hư anh em, lấy búa đập nó còn chưa hư, nó nói làm gì mà rớt trên cao rớt xuống đi cái này nó không hư đâu anh em, hư là rớt xuống cái chừng hư giò mình đó. Lấy búa đập chưa bể. Cây 15 600. Tiếp theo một cây bào đây anh em, một cây bào Ryobi ha. Cây này là điện nó 100V, nó 450W, lửa nó là lửa 82 nha anh em. Lửa 82 ha. Đặc biệt em này nó có thắng nha, có thắng từ ha anh em. Có thắng từ. Đấy bù ra nó thắng cái bạch liền nha. Đấy thắng. Cốp. Đấy. Nó lỏng lỏng cái nút này, nó kêu kêu nút này nè. Kêu nút này gì nè. Đấy có thắng bóp bóp nha nè. Đấy một lần ha. Có thắng từ ha. Ngoại hình em nói là ok ha. Ruby ha. Đấy. Ngon lành ha. Ngon lành cành vứt ha. Cây 16. Cây 16. Cây này 500 nha nè. 500k. Cây 16. 500. Có thắng từ. Cây 17 là một cây Matita đây anh em. Cây này điện 100V. Nó 580W ha, cũng là lưỡi 82 nha anh em. Cũng lưỡi 82 luôn. Đấy. Ốc tán này nọ là ha, ông anh ha. Đây anh em ha. Lưỡi nó thì ok hết nha anh em. Đấy. Vậy anh em chạy cái lưỡi lại ha. Quá ngọt ngào nha anh em. Cây 17. Cây 17 cây này 500 nha anh em. Cây 17 500k. Cây 18 là một cây thượng thừa anh em, thượng thừa luôn, whip Toshiba. Nó mới kén luôn anh em. Phải nó con ốc nó vàng, phải nó vàng ống ánh luôn, vàng 18 không. Cái đế nó chưa xài luôn nè anh em. Đế chưa xài luôn. Còn cái lưỡi nó thôi thôi vậy anh em, có xài đâu mà lưỡi với bọng. Mới kén hết. Ôi giời ơi, cái cây này nó mới. Mới cực kỳ luôn em. Đấy. Quá mới luôn nha. Mua về là mua về không dám xài luôn anh em. Nó ken xà beng luôn anh em, nó đẹp gì nó đẹp. Không dám bóp cò luôn anh em, ổn chạy ổn quá. Luôn.
tán thì vàng cũng là vàng óng ánh luôn. Cây này thôi rồi luôn anh em. Cây số 18. Cây 18, cây này 600 nha anh em. 600k. Số 18 600k, mua về chưng anh em, đừng không dám xài đâu. Tiếp theo cây 19 là một cây phan bốt đây nè. Cây phan bốt. Phan bốt cây này là cái này anh em điện 100V. Nó 600W nha anh em. Sinerland. Sinerland cái này ở châu Âu anh em, thị sĩ. Rồi nó cái gì đây? Cái này là búa nè anh em, cái này là phan sắt phan gỗ ha. Còn này là 1 2. Đây, cấp 1, cấp 2 ha. Mình đang ở cấp 2 ha, cho nó cấp 2, đầu kẹp 13 ha. Vô cho nó gọn gàng. Còn phan thường thì anh em chuyển qua bên đây anh em, phan thường nha, đấy. Bình thường, đấy, bình thường ha. Cái cây này nó thiếu cây cọ, thiếu cái bóp cái độ gài cọ anh em. Mình quên nữa, thấy ha, thiếu bóp gài cọ. Rồi thiếu bóp gài cọ mình bán rẻ luôn anh em. Cây này 600 bán 550. 550. Cây 19. Cây 19 550 nha anh em. 550. Cây 20 anh em, một cây 20, một cây đề quát nè. Đấy. Đề quát. Trời ơi, nó gì vậy? Nó số của nó làm gì nó trẻ tùm lum số anh em. Cái tem nó hơi mờ mờ ha, 650W nha anh em. Cái tem này hơi rất rách ha, điện 100V ha. Đề quát của Mỹ ha, cái tay cầm là có nha, có tay cầm cho anh em ha. Đảo chiều có nè anh em, đây là nhanh chậm nữa nè hay gì nè. Đi bóp vô gài cò quá. Thì gài cò. À, này gài cò anh em, gài cò. Ôi, quá đỉnh nha. Đều tóc có nè anh em. Đấy. Đảo chiều nè anh em. Đấy. Bắt đầu qua búa nghe nè. Đấy. Búa ha. Còn búa nè. Quá dữ luôn ha. Tem hơi rách rách ha. Đề quát ha, có tay cầm cho anh em nha. Cái này là mình bao anh em tới anh em nhận là có tay cầm đầy đủ nha. Cây 20. Cây 20 cái này. Phan búa cái này bán 650 nè. Bán 650 thôi. Quá ok cho anh em lúc này luôn. Cây 20 650 nha anh em. Tiếp theo là cây móc rảnh nha, quá đẹp luôn ha. Cây móc rảnh ha. Dây dài kéo qua tới nhà hàng xóm luôn. Cây móc rảnh Makita, cây này điện 100V, 1150W nha anh em.
nó là nó để làm gì là 2.4 21 mm đấy. Cái lưỡi này nó là cái lưỡi đảo nha anh em, cái lưỡi đảo ha. Đây nó có lên cái lưỡi này nó đảo nha anh em. Đấy, cử vọng rồi có đầy đủ nha anh em, có cử cho anh em ha. Có cử ha. Ô ly có nè ha, từ 0 tới 8 nè ha. Đấy. Quá đẹp nha anh em. Phải nói nó đẹp anh em. Đấy, anh em thấy cực kỳ luôn ha. Đây anh em nó chạy ghê lắm anh em. Buồn ra thắng tốt tốt nha anh em. Đấy, thắng bật bật luôn ha. Thắng bật bật luôn. Em nó xịn sò ha. Rồi. Cây 21 21 em nó ra đi với giá là 500k nha anh em. Đấy, móc rảnh ha. Dây dài kéo qua tới nhà hàng sớm luôn ha. Đấy. Đây. Em móc 500. Tiếp theo là cái cưa đây nha. Đấy. Cái cưa Hitachi C6 ha. Thường thường là C7 còn cái này là C6 ha. C6 điện 100V 1050W, lưỡi nó là 165 nha anh em. Lưỡi 165 ha. Đây. Lưỡi nó là thép còn đầy đặn nha. Thép đồ ngon lành nha anh em. Đấy. Đế là đế ngon lành nha. Đấy. Dây chạc là dây dài nha, dây dài quá dài nha anh em. Dây dài lường ngùng ngùng ha. Đèn đuốc thì chắc phải có thôi. Em nói phải có đèn, đèn nha anh em. Đấy, đèn ha. Đấy. Chớp nhá ha. Đây. Cây này khởi động mềm nha anh em. Bóp cò nó lên từ từ nha. Đấy. Đây luôn luôn nha anh em. Cực kỳ luôn ha. Đấy. Khởi động mềm mà mình bóp. Đấy, thắng vé vé nha anh em. Rồi. Cây dằn mỏng luôn. Cây 22. Cây 22. Em nó ra đi với giá là 500 nha anh em. Cây 22 500k ha. 500k. Cây 23 là một cây một thứ anh em. Nói chung mình về một cặp, một thứ một. Thứ một luôn ha. Đấy. Cũng là C6 ha. C6MV2 điện 100V 1060W, lưỡi nó là 165. Đấy, em nói như em kia giống nhau. Đó. Anh em là chơi Hitachi C6MV2. Đấy. Còn thường thường lưỡi tất chính là C7MV4. Thương hiệu nổi tiếng anh em. Thương hiệu nó thì đèn đuốc thì có ngay nha anh em. Đấy. Chớp nháy cho anh em ha. Có đèn nha. Có đèn nha anh em, có đèn đấy. Đây là để anh em nó không có đèn. Đấy, có đèn nha anh em. Đấy. Rồi, em đó. Quá êm nha anh em, khởi động mềm nha. Đấy, ngon lành ha. Rồi. Tướng tá em nó cũng ok nha. Đẹp ha. Rồi. Em nó ra đi với giá là 500k luôn anh em. Cây số 23. Hai mươi ba 500k nha anh em. 23 500. Cây 24 là một cây này là cực kỳ vip nha anh em. Cái tay nơi tay cầm nó hơi tróc miếng da ha. Cây này là cây Ruby. Ruby này là phải nói là cực kỳ đỉnh nha anh em. Điện 100V 1010W nha anh em, lưỡi nó là 165 ha. Ruby này là cực kỳ đỉnh nha anh em. Đấy, anh em thấy chưa? Đấy, whip nha. Quá whip nha.
Đây này là rượu bia sản xuất tại Nhật nha anh em. Sản Nhật ha, hàng nội địa của Nhật nè. Đấy. Quá bếp nha. Em nó cực kỳ luôn. Cực kỳ anh em. Lưỡi hợp kim ha, lưỡi cắt gỗ hợp kim nha anh em. Rồi. Lấy cho cùng cái cùng này, cái cùng này nó trùng hết rồi lắm rồi. Cây 24. Cây 24 cây này 550k nha anh em. Nói chung hàng lúc này lên bán lên ha. Hàng lúc này nói chung là tiền nào của nấy vậy thôi. Anh em thấy phù hợp thì anh em chơi vậy nha. Cây 24 550 nha anh em. Rồi tiếp theo một cây cưa whip đấy, dính miếng keo. Cây này là cây Hitachi điện 100V. Nó 12A nha anh em, 12A nó cỡ là 1150W nha anh em. Lưỡi của nó là 216. Lưỡi nó là 216 nha anh em. Đây. Đây lưỡi nó 216. Đây anh em. Lưỡi hoàn tráng ha, 216 nha anh em. 216. Đây. Để là để nhôm nha anh em. Ít khi có được những 216 này mà để nhôm. Cây này là để nhôm. Đấy anh em, để nhôm ha. Không thành ha. Đây nó chạy. Phải nó đỉnh nha anh em. Nói là thôi đừng nói tới luôn nha, chắc chạy phải nó được im một phát một đấy. 26 cây này, cây 25 cây này 700 nha anh em, 700k. Mấy khi được cây 26 mà để nhôm anh em đấy. 700. Đây một cái mài nè. Một cái mài gì mình không hiểu nói luôn. Đấy. Cái mài gì nó mài đá nó nhỏ nè anh em. Đá nó nhuyễn nhuyễn ha anh em, về muốn gắn đá to rồi đấy. Cái này nó mài gì nó nưng nưng cái này gì nè anh em. Đây, đây làm gì đây không biết. Đây. Nói chung là mình không hiểu cái máy này anh em. Thấy độc lạ quá, 4 cục cao su còn đầy đủ luôn nè. Trời ơi, công thức nó nằm dưới này luôn. Chơi dữ ta. Cái này, cái thương hiệu của này là thương hiệu cái gì đâu anh em. Trời, chữ này không có biết một nút luôn. Tanihuchi gì nè. Trời ơi, không rành. Này là điện nó 100V nha anh em. Cái tem nó hơi mờ mờ, không thấy ha. Tem nó hơi mờ mờ ha. Anh em thấy là thông dụng nó như thế nào thì anh em dứt nha. Nói chung là mình không hiểu lắm nha. Đấy. Này nó mài gì, mài vàng kim cương gì đây. Mài gì đây? Mài thập cẩm ha, muốn mài gì mài. Nói chung là cái này mài thập cẩm là đúng hơn. Cái nào muốn mài thì là em nói rước em nói mài thôi chứ. Mài gì? Kim cương, vàng, 24 đưa vô mài hết. Đây anh em, nó chạy vận tốc quá dữ. Đấy, nó chạy cực kỳ anh em. Đấy. Nó chạy đừng nói tới luôn anh em. Đấy. Nó vậy nè anh em. Đấy. Cục đá nó nhỏ nhỏ nha. Nó mài cái gì nè. Khả năng của mình biết có nhiêu đó ha. Chúng tắt nó ở đây nè, tắt ha. Đấy. Tắt một cái thắng một cái kịch. Dữ ta, không nên dữ. Nói chung không biết nó mài cái gì nha anh em, mình không nên rành ha, đó anh em. Hay là cái này nó có trạch cái rúng gì không, cái này nó đưa ra ngoài hay như thế nào nha, tùy anh em ha. Vậy anh em gắn tháo ráp gì đó ha, đưa ra đưa vô gì đây cho mình không rành.
anh em thấy phù hợp thì anh em dứt liền, chứ còn mình chỉ biết có nhiêu đó thôi. Cây 2, cây 26 hay 26, cây này ra đi với giá là 500 anh em, 500 thôi, 500 26, 500 anh em. Cây 27 là một cây. Cái này như thế này. Nó như thế này. Rồi cây mài khuôn trong thùng luôn anh em. Nó có cái đầu là mài có sẵn nè. Cái này là điện 100V. Nó 240W nha anh em. Nó 25A này chồng tôi nó là gì, nó là 30A. Dòng tua nó 23.000 anh em, 23.000 trên phút. Đấy. Mài khuôn. Đấy. Có cái thùng luôn anh em. Cái thùng này làm cho thùng 200.000 mẹ rồi anh em. Cái này quá quýp luôn anh em, có thùng luôn ha. Vậy anh em xài thùng không xài thì anh em bỏ thùng ra điện độ anh em. Vô. Đi nha anh em. Vô. À, nó nằm được trong cái đó cái đã không? Đây. Cái mũi nó về anh em gài vô ha. Đây. Cái thùng nằm ở mẻm luôn nè. Ít khi có cái những cái cây mài không? Cái mài này mà nó có cái thùng nha nè. Đấy. Đấy, vô ống hẻm chưa? Đấy. Ấm thì ấm rồi đấy. Đây, để thùng là Hitachi nè anh em. Hitachi. Cây 27. 27, cây này 700 nha anh em. 700k. Đấy. Ít được cái thùng lắm nè. Có cái thùng mua cũng cao, bán cao vậy thôi. Mình kiếm cà phê trong đây. Anh em thấy phù hợp thì dứt vậy thôi. Đây, tiếp theo là một cây thổi. Cây thổi này cây thổi khủng nha anh em. Khủng long luôn. Cái ống này không biết nó ống bao nhiêu mình đo cái coi. Vậy anh em gắn ống nước vô anh em, chơi cái ống nước vô. Trời ơi, ống này coi nó mình đo lòng trong đi anh em. Lòng trong nó là 70 anh em. Lòng trong là 70. Đấy, về anh mua mua ống nước 70 anh em gắn vô hay là như thế nào đó ha. Chạy là khủng luôn. Công suất của nó nằm ở dưới đế nào đâu. Trời ơi, công suất nó nằm dưới này. Chả có thấy công suất đâu cả. Công suất đâu đây? Không hiểu anh em. Tôi không thấy nè. Không thấy thông số nó nằm ở đâu hết trơn. Đây không thấy thông số anh em. Chữ không? Chữ nhật không à. Đấy, điện 100V nha anh em. Nói chung vậy đi, giờ mình biết bao nhiêu đó nè. Anh em thổi phần thổi bay tóc trắng luôn nè. Có hai cấp ha. Cấp 1 nè anh em. Em là đây nè. Đấy. 1 2 đấy, lên hai cấp. Cái máy này nó chạy là khủng khiếp nha anh em. Khủng ha. Nó thổi thôi. Một cái rét bay luôn. Rồi. Cả cái sân của mình đứng một chỗ vô một cái là cái sân không còn cộng rác. Bay đi nhà hàng xóm luôn. Rồi hàng xóm cử mình. Cái 28. Cây 28, cây này 600 nha anh em. 28 600k. Cây 29. Cây 29 là một cây mài đấy anh em, một cây mài. Cây mài Hitachi.
Cái bài này phải nói là mày cướp dữ ha. Cây này là điện 100V nó 570W nha anh em, 570W. Nó để dòng tua của nó gì đây anh em? Nó là 1080 mét trên min. Trên min nha anh em, trên min là không biết là trên min là cái chiều dài anh em. 1080 trên mét đó nha. Một giây nó là 1800 hay như thế nào? Còn nó 3.500 vòng nè anh em, 3.500 vòng trên phút ha anh em. Này anh em muốn gắn cước vô rồi gắn ha, gắn cước anh em muốn đánh cước gì đánh ha. Đây ốc tán của nó, máy này ken luôn anh em, cái nước sơn của nó anh em thấy không, chỉ để là nó da chạm cấn kiết như vậy thôi chứ máy này cái độ mới của nó là quá ngon nha anh em, dây chạc phải nói là ngon lành ha. Đây đây nè, đây sáng của nó nè anh em thấy ngon lành luôn, vàng ngóng ánh hết trơn anh em. Cái máy này quá mới ha. Vậy anh em muốn gắn cước gắn gì, nói chung là anh em muốn làm gì làm vậy thôi, chứ giờ mình biết sao giờ cái máy này nó vậy. Vậy anh em này chùi sơ cái nữa nè, chùi sơ cái là cực kỳ đó, chùi qua cái là nó rất sạch trơn anh em. Cái 29 cây này 29 cây này thôi 650 giá quá ok cho em nó đi ha, 650 ngày nào. Tiếp theo một cái mài để nè, một cái này cái mài này là cái bên đây mài lưỡi cưa nè nè, bên đây mài lưỡi cưa đó nó mỏng nè ha, bên đây đó to nè, anh em muốn mài gì mài ha. Mài lưỡi cưa thì anh em cứ dẫn này ra này nữa. Cái này mình dẫn cứng lại đó. Đấy cái này ra vô nha anh em, cái này mình siết lại cho nó khỏi kêu rè rè nha. Đấy tay thỏ có luôn nè, hai bên tay thỏ có ha. Cây này là điện, nó điện 100V, nó này là để là 130W nha anh em. 130W, đá của nó là 150 ha. Đá 150. Đấy. Đấy nó có cái bàn nữa nè anh em. Bàn như thế này ha. Anh em mài lưỡi cưa để bên đây ha. Anh em thường thường những cái lưỡi cưa mà 216 ăn lên là anh em mài thì có cái lưỡi này là anh em mài là ok. Còn nếu anh em có lưỡi hợp kim mài nữa thì thôi đừng nói tới luôn. Cắt sắt hợp kim nữa mài vô luôn. Đấy. Đây nè. Nó hơi kêu này nè anh em. Đấy. Cái này nè. Kêu này nha. Đấy anh em, mình dính cái em ru à. Đấy. Chạy cực kỳ êm nè anh em. Đấy anh em thấy không? Em ru. Đấy nó re luôn. Đấy ha. Đấy. Quá êm nha anh em. Đã ha. Cái này anh em muốn xây hướng nào cũng được anh em, xây ha. Anh em muốn nghiêng qua nghiêng lại gì tùy ha. Đấy, nghiêng qua nghiêng lại gì tùy, anh em muốn mài lưỡi cưa nghiêng cái nào nghiêng ha. Anh em có cái lưỡi đá mà tròn tròn nữa, cái lưỡi mài lưỡi hợp kim á, anh em là cắt sắt lưỡi hợp kim hoặc là lưỡi cưa lưỡi hợp kim là anh em mài cái này vẫn là ok nha anh em. Đấy. Cây này phải nói là quá lâu mới có nha anh em. Nói chung là anh em thấy phù hợp công việc thì anh em dứt nó về ha, dứt nó về anh em sử dụng ha. Mình mua cái này về mình xài chứ không phải mình mua kết bia về uống đâu anh em. Đấy cây 30 ha, 30 em nó ra đi với giá là 850k nha anh em, 850 ha. Rồi số 30 850 nha anh em. Rồi clip mình nay có nhiều máy đó anh em thấy phù hợp cái mã số nào thì gọi điện cho mình hoặc là nhắn tin
số điện thoại mình 0916707404 đây cũng là số Zalo ha. Anh em nào chưa đăng ký kênh nhớ đăng ký kênh, anh em nào đăng ký rồi cho một like. Mình phải nói là trân trọng và cảm ơn anh em rất nhiều ha. Cho một like đó là anh em để nhận những cái video tiếp theo nó nhanh hơn đó anh em. Tương tác mình nó gần hơn. Rồi, thôi chào anh em ha. Hẹn anh em lại clip sau.